Đây mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái phần mềm Windows Mobile Marker. Đây là phần mềm của 2017, phần mềm này hiện tại vẫn sử dụng được. Đấy, nhưng mà để mà tìm được trên mạng bây giờ cũng rất khó rồi. Đấy. Khi ta mở lên thì tại phần cửa sổ Home. Đây là phần mềm à đây là cái cửa sổ để ta nạp video hoặc là hình ảnh nhé. Đấy, chụp hình ảnh. Đây là phần mềm quay video của mình trực tiếp trên máy tính. Đấy. Là ứng dụng này. Hiệu ứng hình ảnh. Bây giờ mình sẽ nạp một cái video. Trường em cái này nó sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng do cái này từ nãy giờ mình mở đi mở lại nhiều lần nên là nó sẽ làm nhanh hơn. Edit này mình sẽ nào trên đây đi. Ở đến đây là mình đây là thời mình muốn đặt thời điểm kết thúc cho nó nhanh đỡ phải cắt chỉnh lâu. Đây là thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc. Đấy. Thời điểm kết thúc. Còn đây là âm lượng là mình có thể chỉnh to nhỏ hoặc là tắt hẳn này. View. Phần mềm này rất dễ sử dụng. Chế độ xem này. Hiệu ứng hình ảnh này. Cái mục này là tương đứng cái mục này, bốn cái mục cuối là tương với cái credit này, còn cái mục này là mục giữa. Mình sẽ cho chạy thử.
Ở đây mọi người có thể viết thông tin vào. Mấy cái mục này mình không cần thiết, mình xóa bỏ. Nếu mọi người muốn cho chạy thì bấm play, mở cái file nó lưu và mở open folder. Không, mọi người bấm close tắt hay là mình tắt bỏ.
muốn lưu lại không? Nếu mà lưu nó thì nó sẽ lưu ở một dạng đuôi khác, không phải là đuôi MP4. Đấy. Cho nên mình không muốn lưu thì mình sẽ bấm đâu.